Hi Hi Coi TV xin kính chào và cảm ơn tất cả mọi người đang xem video mới nhất của Hi Hi. Link Facebook, Zalo cũng như là link kênh mới Hi Hi đều để trong phần mô tả nha mọi người. Mọi người vào phần mô tả kết bạn gửi hình, Hi Hi sẽ xem cho tất cả mọi người ha. Đây là bàn tay của một chị gái, thì bàn tay này cho thấy kim tinh, thủy tinh và mộc tinh. Cái đất của ông bà tổ tiên để lại rất là dày, rất là đầy ha. Đất rất là tốt luôn. Và chính giữa lòng bàn tay thì lòng thủy mạch cũng khá là sâu, chứa đựng tiền bạc rất là tốt nha. Bàn tay này thì của cải không thiếu ha. Nói về cái duyên đi đứng xa đường thì kẻ thương người mến, quý nhân giúp sức tốt. Và bạn này, chị này thì chơi với bạn cũng khá là tốt, cứ ước mơ đạt thì nó đúng cái tầm của mình chứ không có xấu gì hết nha. Còn nói về con đường tình cảm thì cũng ở tiền vận, trung vận, hậu vận cũng khá là tốt luôn. Tiền bạc thì ba cái lứa tuổi tiền vận, trung vận, hậu vận thì không bao giờ thiếu tiền, lúc nào cũng thấy giữ tiền rất là tốt, rất là có tiền ha. Còn nói về con đường duyên thì cái bàn tay chị này quá chi là hào hoa, chị này phải hào hoa tới tận năm 53 tuổi lần ha, nên cố gắng giữ dành với cái về cái mặt là tiếp xúc với đàn ông, giống như là xã giao với đàn ông người khác phái á, thì dễ mang tai mang tiếng và dễ bị hai đời do cái lý do là hào hoa quá thôi nha. Còn cái bàn tay này thì thấy hạnh phúc đồ nó vững lắm nha. Chị có sợ là cái sự hào hoa của mình cần phải đề phòng. Chị phải qua tuổi 53 mới hết cái duyên với đàn ông luôn ha. Còn nói về cái tính tình đó thì hiền đạo đức, nhưng cái tính này quá ngang và hay lẫy lắm ha. Lẫy lên thì cũng bất cần lắm, không có cần công danh sự nghiệp hay tình cảm gì, có mặn nồng gì cũng muốn vứt bỏ, đó là cái tính của chị, thì cũng cố gắng khắc phục. Còn nói về con đường học vấn á, thì cái người quá chi là thông minh ha, thì học một nghề phải sử dụng tới ba bốn nghiệp luôn chứ không phải là hai nghiệp như người ta nữa ha. Sự hiểu biết rộng ở trường học cũng như là trường đời thì hiểu biết không hề thua xúc một ai hết ha, hiểu biết rất là rộng. Và nói về con đường xuất cảnh thì chị có hai cái đường xuất cảnh rất là rõ ràng đây. Nếu mà cái bàn tay này có ước mơ đi du lịch hay là làm việc nước ngoài hay là làm ăn gì ở nước ngoài thì hoàn toàn thành công, rất là rõ ràng đó. Và đi phải đi được nhiều nước luôn chứ không phải đi một nước nữa ha. Nói về con đường mạng đạo á, thì con đường mạng đạo thì rất là rõ ràng, không có đau bệnh ốm yếu gì hết á, mà nhờ cái đức của cửu quyền rồi để lại nữa, rất là tốt luôn đó. Nhưng mà cái mạng đạo trong năm nay á, thì đặc biệt á, cái tháng tư này á, tháng tư âm lịch á, thì có ai mà nhờ chị cái chuyện gì có liên quan tới giấy tờ pháp luật là chị đừng có can thiệp vào, đừng có can thiệp vào bất cứ chuyện của ai. Và cái tháng 10 âm lịch thì năm nay chị sẽ xui hai cái tháng này, xe cộ đi lại thì chạy từ từ, có va chạm miệng tiếng vai cũng cố gắng bỏ, rồi có đi du lịch ao hồ biển nước gì trong hai cái tháng 4 và cái tháng 10 âm lịch này thì cũng đừng có nên đi, hạn chế đi ha, thì để cho nó tốt đẹp. Và cái mạng đạo của chị thì cho thấy cái tuổi thọ của chị thì nó nằm ở cái cung là 81 lần nha, tuổi thọ rất là tốt, cái đất rất là dày. Nhưng mà cái bàn tay của chị cho thấy thì sẽ giàu có khá giả nếu như mà chị phải làm việc đất nhiều hơn, tại vì cái bàn tay của chị thấy đất của ông bà, của cha mẹ rất là nhiều. Nhưng cái đất của phần chị á, thì tuy là một con người hiền từ đạo đức nhưng chị chưa có làm được nhiều việc phước đức lắm ha. Chị cần làm thêm nhiều việc phước đức để lập công bồi đất cho cái tương lai sự nghiệp, công danh, tình cảm, gia đình của mình á, nó được vững chắc hơn về cái tuổi già, về tuổi hậu vận. Nói chung là mình làm sao mà tạo để nhiều cái đức để cho cái hậu vận của mình tốt đẹp, cũng như là để lại cho cái thế hệ sau, cho con cháu mình đó, cũng như chính chị bây giờ đang nhờ cái đức của ông bà tổ tiên, của cha mẹ của mình như vậy đó. Còn cái bàn tay này cho thấy á, thì trong vòng 3 năm qua á, thì cái bàn tay này rất là có đức có phước thì nó tàn tài, chứ không thì nó ảnh hưởng tới tính mạng lần ha. Nên những cái gì đã qua trong 3 năm vừa qua thì có hao tài hay là cái gì đó chút đỉnh thì cũng đừng có buồn, tại vì cái đó cũng là nhờ cái đức phước của mình rồi nên mới hao tài thôi, chứ không thôi nó ảnh hưởng tới cái tánh mạng của mình nữa nha. Nói về làm ăn á, thì năm nay cũng từ tháng 4 đi lên đó, tháng 4 âm lịch đi lên á, thì cơ hội phát tài của chị nó đi lên rất là đẹp nha. Đó, cơ hội nè, bàn tay của chị á, là tới hai cơ hội trong cái năm mới này, thì chị bắt đầu đi lên từng bước và làm ăn nó được nhiều tài lộc vững chắc. Cái bàn tay của chị có căn tu rất là tốt ha, đó, cái tâm tu của chị cũng được chứng luôn á,
Nhưng mà cái bàn tay của chị, cái mạng làm thầy cũng khá là rõ ràng đây. Nếu mà không biết chị sẽ làm thầy gì, nhưng mà có cái mạng làm thầy rất là rõ ha, không hề thua sút một ai, không hề thua sút bạn bè. Ví dụ như nhiều khi cái duyên của mình có thể là mình làm thầy tâm linh cũng có, hay là làm thầy làm chủ cho một cơ sở gì đó, có mạng làm thầy rất là rõ ha. Đó, mà cái bàn tay của chị là cũng có cái bàn tay phục dược trời ban rất là tốt đây nè, cái ý chí đi lên và cái bàn tay phục dược rất là tốt. Nói chung chắc có cơ may thì ở trên ban cho mình thì mình làm thầy thuốc cứu người cũng được. Đó là cái bàn tay của chị có cái duyên với lại cái bàn tay phục dược ha. Còn năm nay chị có cái ước mơ mà mua nhà mua đất đồ gì á thì cũng rất là tốt, sửa sang nhà cửa đồ gì đều có cơ hội thành công tốt đẹp. Bàn tay của chị cho thấy là chị nhờ được hai đứa con thôi ha. Đó. Còn về cái mặt này nó có một cái điểm ở đây để em xem kỹ lại cho chị. Tài lộc rất là tốt. Chị nhờ hai đứa con nhưng mà hai đứa con thấy giống như hai đứa út á. Đó. Không biết chị bao nhiêu đứa nhưng mà đứa nào út á thì chị thấy chị nhờ nhiều hơn. Đó. Cái bàn tay của chị quan trọng là cái tháng tư thôi, cái tháng tư cũng là cái cơ hội tài lộc tới với chị để chị làm ăn vươn lên, mà cũng là cái tháng xấu của chị đừng có can thiệp vào chuyện của ai, đó là quan trọng nhất. Và cái bàn tay của chị thì em cũng xem khá là đầy đủ rồi ha, chị có cái thắc mắc gì á thì cứ liên hệ với em. Em xin chúc chị sức khỏe, chào và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha.